Nói chưa cô bé? Nào nào. Khổ mai miếng mày ngon đi cho ông lâu lâu dẫn đi ăn bữa tiền của tôi tiền như giấy rồi ba vậy ông. Anh ở đây. Không. Anh đang ngày tính như biêu rồi. Bà mứa tiền đâu rè cho ông ăn ngon bà mứa vậy ông. Nhẹ ông tát tôi ăn à. Tiền hả? Lại đứng chạy kêu tính tiền rồi. Nhanh nhanh đi. Bụt mì con dai mà không ăn ông. Cái nhà ba uống. Đứng xe lại tính tiêu ơi, ông lại ông ngọng gẹm hết mấy cái gì. Sao kêu gì chưa ngon cái gẹm. Thì đó ông ấy lấy cái tiền bóc đồ vô ông ăn gì vậy. Lâu dẫn bữa sau bấm mũi vậy tôi không dẫn đi ăn nữa đâu. Sao còn chưa em chưa kêu anh. Anh kêu đấy. Làm gì không? Rớt. Cho em quay gì vậy? Tôi có ý gì nào không hỏi chứ vậy? Ý gì nữa? Cái biêu đâu lâu vậy trời. Ngoài nãy em đang đưa lên đang YouTube kiếm tiền đúng không? Kiếm tiền gì không? Quay đi tụi con năm mà. Ăn tiền nào trộn. Ông im đi ông làm ăn hết đống này, ông giọng hết nhanh đi. 1 hour later. Dạ anh đi vô xíu nữa em vô okay. Được. Mấy ông nói chết cổ tay tôi mua không? Chết cổ tay chứ. Nó đứng lại đi nói với chị hậu chứ. 256 ngàn. Giờ tôi có cách đây rồi. Giờ bữa ăn này miễn phí luôn. Yeah. Sao nợ được sao miễn phí? Mà sao nợ được sao miễn phí? Nói với ông, nhìn mặt tôi vậy chứ sợ lắm ấy. Ăn người miễn phí được luôn á. Chắc bữa sau vô ăn nữa ha. Bữa sau ông ăn là ông trả tiền hả chứ ông. Thì sao kêu miễn phí? Ông miễn phí đã cột ông lại với ông rồi đó. Rồi tôi nó khác. Giờ ông đưa số điện thoại của hai ông anh của ông đi. Tôi có cách đây là hai. Ông nào? Ông lên là ông đi. Hai ông luôn, ông đù với ông. Hai ông luôn á. Một ông cũng được. Sao ông đủ dướng biết nữa. Đưa xuống thoại đi. Ông làm gì nữa. Giờ hết cái đây đủ mày. Ông giọng đó đi cho ông. Ông giọng đó đi rộng đưa. Số phận đàn ông. Sự nghiệp còn long đong. 1 hour later. Quay chưa. Đi đâu. Quay gì cái tay xíu xíu như mấy nọng tần tật với ông. Sao quay gì nữa. Ông đòi hết rồi. Đi theo tôi nhanh đi. Nói nhiều quá. Giữ lại cái bill giùm em xíu rồi em tính thêm nữa vậy. Giờ em ăn thêm hả chị? Giờ em quét thêm ngầu. Đè. Sao mày ngu thế hả? Đè đi ông. Sao? Đây gọi cái gì? Ăn cái gì đây mà gọi? Này tôi trúng số độc đắc tôi dẫn đi ăn như sao? Chùa chè to không vậy? Trúng số độc đắc là dẫn nhà hàng rồi ăn gì quán nhà gì hay gì mẹ. Dẫn chứ bán nước đâu là được mấy chục ngàn giờ dẫn ông về đi ăn ngon lắm rồi ạ. Đây là có ý gì chứ? Tự nhiên bữa nay ngày gì mà em... Ấy dạ ông giờ tự nhiên... Ngày nay là mình nhìn mặt tàu nó mặc đường tay ấy. Nhưng nay tôi có lòng tốt rồi tôi dãi đi ăn nó nói gì vậy ông? Để hình có lòng tốt. Chuyện lạ ha. Không khinh tôi có tiền sao vậy? Phải là khinh nhưng mà cái chuyện lạ hôm nay mới thấy. Giờ thấy nè, giờ đã giờ mày nhìn kêu đó, ơi tôi là. Nó em cũng biết em cầm hay không? Đó tôi cầm hay không? Chỉ dùng chuyện lạ Bình Dương đó. Đó nhỉ? Đọc lạ Bình Dương mà đây đọc lạ Bình Dương. Dạ ông anh ơi. Quay nhỉ? Đi quay nhỉ? Đi quay vlog. Quay vlog mấy hàng đẩy hai ông anh láo lờ em. Cái đồ. Lắm mấy thời đen 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 YouTube. Thì nay chẳng đi ăn nè. Này góp à hay sao? Góp vậy? Nay tôi màu mà. Cái mặt tôi đâu ông cô bé ông xích mặt kia cô ấy. Đủ thấy mặt tôi chưa? Rồi thấy mặt tao chưa? Thấy chưa? Đâu. Hôm nay hello mọi người, hôm nay là mình sẽ dẫn hai ông anh láo lờ của cô bé đi ăn nha các bạn. Dạ mày nói câu láo lờ. Đàng hoàng, đàng hoàng đi. Mẹ mày lớn tư. Tôi biết gì đâu thì dễ được rầu. Hai ông anh được rầu cũng láo lờ. Quán xe để nói láo lờ người ta tưởng tàu láo rồi. Ngọng láo thiệt hả? Láo bên ngoài không? Mày tên là giờ tôi đãi nha, hai ông im lặng nghe nha.
Trời ơi, mày đừng có ý mà mày đãi mày muốn nói gì nói không mày? Hai ông không có được liều quyền lên tiếng ở đây. Giờ hai ông ăn cái gì? Để tôi kêu luôn hử? Mày muốn kêu gì mày kêu. Có gì ăn mà đãi mà ăn gì kêu đấy. Ừ. Cô bé vô kêu đi. Anh nữa đấy à. Trời ơi, mày trúng xì thì mày đi kêu đi. Mày mới kêu ấy. Hôm đó tôi kêu cũng được, là hai ông kêu món mắt sao không? Mắt gì mày? Đồng tên già con đầy. Hai ông ơi. Sao em không ra? Cô bé nó cũng muốn đâu, cô bé đi. Dưới anh mươi ăn đi. Tính gà con này nó hay đi nhậu nè nha. Đồ mày tiết kiệm như mày thì mày mờ thì bốn người cũng ăn chung chứ mày tiết kiệm mày mờ. Tôi giờ ông này đi ăn đâu. Điên đi ăn bún nào. Em nói ăn đâu mà. Mày ăn bún mà mày kêu tao vô đây ăn cái gì vậy? Mày điên hay sao vậy? Mày ngầu mày vô tao ăn cho tao chị sao tao ăn nhãn. Tự nhiên tôi ăn bún mà tôi ăn xong nào tôi mới nhớ là hai ông vậy thôi. Tôi đãi hai ông qua đây ăn nè. Ủa em đãi hai anh ăn rồi còn muốn nữa. À hay lấy lòng đó đám hồi em cưới gì với cô bé đúng không? Làm gì có không? Làm gì nói bao bét gì không? Sao đãi hai anh ăn rồi còn muốn hả? Đòi hỏi nữa. Uống chai nước không? Uống gì mà kêu đồ dài à, bia đồ uống gì mà có chai nước lọc vậy bây? Không có người chai. Quên. Tôi trẻ mà, tôi phải học phép một chút. Con này nó rảnh luôn mọi người. Nó mờ hai anh em mình, nó mờ hai thằng ăn rồi còn hai con nó điên bún nò vô. Vậy nó chưa nó quen vừa lóc mờ anh em đi ăn. Anh thử ngon không? Đừng nói nhận quảng cáo vừa rồi quán này do. Ngon cười vậy không ta? Nhận quảng cáo đây đúng không? Mẹ nhiêu đủ với mình. Tôi đâu bao bét dữ không? Phải đừng bà mẹ con tao, phải que tao nha. Tao 70-70 chứ không phải giỡn đâu. Anh nghe vui. Không anh Nam à. Nó nói nào mà miệng nó nào nó nói nào mà còn nó kìa quen có thiếu gì hô luôn nha anh. Dạ thiếu bia anh ơi kìa em tìm biết bóc nào uống nước đi vậy được chị vậy em thử ngon không giờ mà không ăn nghe vì số cậu dạ không anh không cho số nữa này nghỉ số này. Cái không bán mày còn mày không có tiền rồi chú cái không bán còn nghĩ sao tao có tiền mày. Ừ? Một con mì chín hay ba chín thử? Tiền thiếu một mày này đây đó. Giờ nó làm cái nghe. Con cô ba quá nghe. Ngon không? Em ăn no. Ngon. Làm ngon hay chứ? Ngon. Đấy là bây giờ hai anh em ăn là ăn luôn hả? Mấy em không ăn nữa em? Ừ. Em không ăn hả cô em? Không em ăn. No đâu? Hả? Ăn bún ăn no em? No. Cần gì chứ ha? Chia đi hai ông. Tao này mày lớn ăn lớn mày. Chia đi bỏ chung ăn nậu luôn. Chút ngã heo đây thiệt không á. Ngon. Này là con nhỏ rồi mà. Nó mời mình ăn rồi chắc tao này tao báo lớn à. Em xí là bên đây là em ăn chung nhanh bị. Nên tôi đã không cái đây về bữa sau ông đã là tôi con heo quay cũng được. Mày nghĩ sao nhiêu đây cũng nhiều mà đáng heo quay biết nhiêu tiền không? Hai chủ máy con heo quay nghĩ sao? Em nhíu ngáo cái gì? Em vừa ăn quay, vừa ngồi chưa, ngồi ngỏ đây. Nào ăn gì nữa không? Ngào thì miếng, ngon không? Hả? Ăn cái mà ngào mà dòm cái gì ra ăn được? Hả? Ê, ăn cái mà ngào mà cứ mình dòm. Ăn đi. Bông bét gì mà làm như chó sao ông chó đồ rất đủ nhá. Cái gì đâu như chó đồ vừa mày. Nó tưởng ông Huy ơi. Nó tưởng nó nhận á. Ông nào nói ra nó ngồi chết bàn chứ không đấy. Anh nghĩ ra thế ông quen. Nói tụi ông hoặc thà tụi ông chia tay mẹ em cô bé. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Nhưng hộp thì nấy nắp nó chặt được mày đâu mà hộp. Sao bỏ đi, đồ chia tay liền rồi. Giờ tôi thấy tôi không hộp với ông nữa, giờ chia tay mẹ đi. Vẫn chia tay đúng không? Giờ tôi ăn chia tay mẹ, giờ tôi thấy cái hộp nữa, giờ tôi muốn quen người khác. Giờ chia tay đấy, tự nhiên lấy ngầu đàng hoàng ăn. Sao có đồ chia tay em kìa? Chia tay thì chia tay đi. Tôi ăn chia tay, ông liên quan gì trong đây? Giờ tôi ăn chia tay mẹ, rồi ngại nó đi. Cãi gì, dẫn về nhà cãi nha. Người ta đang ngầu đàng quán chơi. Đưa ai đi đúng không? Ăn ngon lành rồi. Đưa ai đi. Tâm, chứ mà làm gì mà chưa hết mày bỏ nó gì mày? Không phải mày lấy đồ trai nó xong giờ mày bỏ nó giờ. Lấy gì ông? Mày làm nó phải có trách nhiệm với nó. Giờ tôi nản quá, giờ tôi muốn quen ông nữa.
Dưới tay mẹ đi, đường ai nói đó gì? Không nha, đừng có đứng cùng cùng nha, quán xét còn hai bên. Mẹ đi xí tôi đúng không? Giờ tôi cho ông lần cuối vậy rồi hả? Đợi ăn ngon miếng đi, có gì về nhà rồi đánh tránh tụi em. Giờ giờ lần cuối, chia tay nuôi. Không, cũng mày vừa ông cũng kéo quen hả? Thôi, đi về, tao đi bộ với à. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cái này mày đi bộ, tao đi về xí tao. À, ví dụ gì đứng cuốn mà ngồi im đó. Ngồi im đấy. Chuyện gì mà hai bên cãi lộn? Cái chuyện gì mà nấu hút người tự nhiên? Cãi lộn bữa giờ đâu? Bữa giờ cãi lộn. Cãi lộn bây giờ. Quả? Cũng vừa nữa nha. Cãi lộn mà máu chở đi điện bún đây. À, cãi lộn chở điện bún riêng lại. Đi nói chuyện, mà xong cái vậy vô điện bún, tức là đường ai nó đi đâu vậy xong cái. Đường ai nó đi mà còn dẫn vô trong một đường vô ăn bún. Mày nói chuyện sao cái từ đó. Tao cho mày bộ gì vậy? Tao đi xe tao gì à? Mày đi xe gì vậy? Tao đi bộ gì à? À, dây vụ dây đậu ông thể ra coi nào xuống đàng hoàng giải quyết chuyện ở đàng hoàng anh giải quyết cho ừ anh giải quyết cho sao thằng cô bé làm sai cái gì em nói anh nghe ý là bữa giờ cái vụ kia tôi không thích giờ cái vụ kia là vụ dây nó yếu rồi sao yếu gì sao yếu thì lấy đi ừ không đây nói chuyện gì nó cái chuyện gì cái chuyện gì của ba chuyện gì mà nó với lại tôi thấy tôi cũng hợp với ông nữa mấy này tôi không hợp quá giờ em cũng thấy cũng hợp nó à, vậy sao cho mày đi bộ về tao đi xin tao gì à nó nói chia tay nó là đúng rồi đúng rồi đúng nhưng mà dạ, cái chỗ rồi. Bây giờ hiện tại là chỗ đây đang ăn giờ dạ, hai ông ăn ơi đúng không à, hai ông ăn ăn rồi đứng dậy là sao ngầu đang quan xuống lớn nhỏ màu nào anh xem màu gì à anh xem màu gì à màu xuống anh xem tính tiền đàng hoàng màu gì à đứa trong hai đứa nào đứng dậy đúng không không phải cãi lộn đó rồi bỏ đi tôi đặt trong mặt bê á dàn cảnh mấy cái chuyện đây là tôi thừa biết rồi dàn cảnh gì ông dàn cảnh rồi đứng dậy bỏ chi vậy vậy cái vậy bây giờ vậy thiệt không của chơi cái mày nhớ cái đợt hôm tao mày làm clip bên kia rồi dàn cảnh rồi cũng phải nha lặp lại vậy bếp dữ không ngày cầm cái máy quay đây là đã đỡ cái chuyện tình cảm của nó bạn lý nó giải nó tụi nó tao nghĩ là chắc chắn 100% là dàn cảnh giả đò nè đang ăn tự nhiên không nghĩ ra cần cãi rồi đứng dậy đi gì à tách tao tính tiền không giải thì mày giải biết đâu ra vậy bây giờ không là tính luôn chia tay ra không giờ kêu là không ai rồi giờ không chia tay rồi chia tay ở nhà chia tay với chẳng đi ra quán được mấy hồi nào để tao làm chứng chia tay gì vậy giờ anh Hồng ấy Hồng anh nói đúng á kiều kiều gì cái mạch mày giếng dở lắm cái mạch mày giếng dở lắm có sao đâu nó chia tay mà nó ngầu nó cười cười hì vậy chia tay ngầu cười hì cho ông bị cái bệnh cười quá không giờ đâu nói cờ lắc còn bắt cờ mở cờ ngáp đó mình chia tay đâu ra cái chia tay là này nè bữa sau anh chị ta chia tay là phải đứng dậy đậu mẹ mày cái gì mà nó đập vô mà đứng dậy mà đi mày bị điên à hiểu không quán nào mà không giỏi á nhưng mày mẹ chi tay hay gì à đứng dậy chứ gì à cái bình từ của ông hao giờ là giấy nào vậy giờ bị ông nói gì à, sao à bớt là mà hai bên dàn cảnh này dàn cảnh vậy tôi biết dàn cảnh là gì đâu bây giờ không dàn cảnh không muốn trước khi chia tay đứng dậy tính tiền này gì à bây giờ hai bên muốn chia gì chia tính tiền vậy chứ đừng có bắt tao chia tiền mày tính tiền học gì chứ không phải giỡn nó đâu bỏ đi tôi quýt luôn mày chứ không phải hai bên chia tay là bắt tao chia tiền đâu ngang có đâu khôn lắm đâu ra nhảy gì sao mày ngu thế hả? Đi vô tính tiền đây rồi cũng đi đâu đây? Đúng không? Đúng không? Cái gì? Đúng. Nãy ít mờ cái gì cũng đúng. Đủ thì vô rửa chén rồi anh đó. Có. Đã kêu nãy nó ăn ít. Là nó có ăn đầu. À, vậy là hồi nãy có ăn đầu. Có. Mới kêu đâu tụi tao que. Có. Dàn cảnh kêu tụi tao que chia tay bắt tao tính tiền đúng trò xưa rồi con đúng thân lý trò đó tao làm cái tay mấy năm diệt rút rồi ở lộn năm quái à cái trò đó là chỉ có con quỷ cái này nghĩ ra chứ không có thằng quỷ đực này nó không biết ngỡ nào không mà cái con đây á diễn hay mà cái thằng ấy diễn gió này bữa sau rồi diễn như anh nói hả cũng chứ không còn gì nữa đâu mà khóc với trầu đứng dậy làm hầm hồ vô chia tay gì mà đứng dậy cái chặt trong đi đâu ra à mà chứ ông cứ ngầu cười cười như mấy cũng cùng nhá đứng tiền đầu chơi ông dính vô hút vậy hả bây giờ ai đâu biết gì đâu mẹ làm nãy giờ tốn thời gian biết vậy đâu ông nha mẹ đâu đừng có dàn cảnh nữa không có tiền rồi chưa quá tao đã nói là tao đã lớn tao lớn thứ nhất là tao lớn thứ hai cái trò tao đã từng làm đâu anh biết không là ông bi ông bị cũng nhiều rồi ông cũng biết ông vẫn được mấy chục lần rồi giờ ông mới rút kinh nghiệm á ao cháu cũng không phải con lành đâu đẹp
nên sao bảo với anh đổ hai đứa không anh ngầu dồn tao anh ở nghi nghi đâu. Hai bây mà nhốt. Em chỉ ngu chứ không? Hai bây mà nhốt hết kia rồi. Lấy chân rồi. Tấn tiền trước rồi. Không giờ tấn tiền làm gì canh ông? Mày chưa điều đè. Gì vậy? Chỉ điều ấy. Hồi nãy mày điện trước khi mày kêu qua đây hay nói gì? Nói gì? Tôi nói vậy tôi kêu là hai ông quen ngay rồi chúng ta chia tiền. Đâu đè? Không có. Đâu đè? Có mà. Ai mày tính đâu? Mày nói điện nó nói mày cái gì? Không có bằng chứng đâu nhưng mà có bằng chứng à. Hôm nay em mời tụi anh. Nói nào ông tôi kêu là anh nói. Tôi kêu là hai ông quay đây anh nghi rồi chuẩn bị chúng ta chia tiền. Không được nói nhiều quá. Không tiền ở tại ngon miệng cái luôn tốn tiền em tam cái rồi tới tại chẳng ngon miệng cái. Đúng mẹ ông con mẹ ông chưa có đi vô tính tiền mẹ ơi. À mày đúng á, mày đi vô tính tiền này giữ nó lại chứ đừng mình nó đi vô tính tiền nó bá nó đi mất rồi thâu á không ai tao. Nó lỡ tôi tính rồi. Mày ngồi chữ đó mày. À thôi đây nha. Lên vô tính lên. Vô đâu mà. Giữ không? Mày ngồi đi. Vô tiền nào đưa cho nó tính. Có tiền. Mày xem có tiền đi anh có tiền tụi quý tế nhỉ. Mày mà que ai không có que được cái điều mưu mô của mày ra đâu. Mày thôi giờ tụi anh tiếp cũng được. Sao mà đúng nào tóc đi mày ra được mình tin không. Con tao giờ nó riêng anh á. Anh đi nó ra cùng riêng em ý á. Ý gì hả? Nó tiền cái nồng đất. Nó ngồi im mày. Hai bây đừng mà đồ khổ không biết. Giờ chia ra làm gì dữ? Chia gì hồi nãy ai mờ. Nãy tôi nghe cái mờ đầu. Ờ thế nào ví dụ như từ đầu mà kêu ờ anh em qua hưởng ít đồ. Rồi ra mé rồi kìa. Mẹ trăm rô. Ngu à. Trăm rô. À ông ngu trăm rô. Cái gì? Ngồi lại từ từ. Gì? Không tức nha. Đúng rồi. Không có cái má heo nào mà 300 ngàn mà. Nãy giờ bọn em có một cái má heo à? Ờ. Chứ một má heo cao lấy 100 ngàn nữa nè. Vô tao vô tao hỏi ông xuống. Hỏi gì? Tao hỏi tao cũng nhiều tiền mình giữ rồi. Ngon xuống ơi, ngồi xuống ơi, từ từ ông. Giờ chia ra ăn người à, kem cũng được. Không ai cầm mấy quay ý đồ mẹ. Nhanh đi tôi cùng chia tiền nữa à. Đừng có biết tao coi. Không, chơi giờ tôi chia đây cho anh ăn gọn với lấy bao chị ông. Chia cái gì quả cho 350 ngàn mà ăn nãy giờ mò cũng mò dạ. Một má heo với hình như là 6 miếng lụi. 6 miếng gì đó mày cờ. 6 miếng mày kêu quá. Giờ ông đưa ăn kem ông mà đưa 350 đâu ra. Cô em đưa ăn kem nữa. Mà bây giờ không có tiền đâu mà chia. Thè từ đầu à mà kêu ở qua đây anh em chia thì tao chia. Tự nhiên mày kêu mò bây giờ kêu qua chia. Ai kêu mò ra. Không ta đâu. Tự xử đi 350 tự xử. Tao uống nha. Ông sao ông việc má vậy ông? Tổ chồng miếng nước là gì vậy? Ăn xong nào mày? Tao chưa ăn xong luôn á. Kìa ăn tiếp đây, em giọng tiếp đi, giọng hết là đưa tiền. Đáng lẽ là ăn, đáng lẽ đang ăn thịt ngon tự nhiên hai bây giàn cảnh. Mày đợi mày kêu chia tay rồi đúng vậy bây giờ. Mày cũng yên đúng vô luôn ổng buồn lẹ vậy. Để bữa sau mày muốn nói mày phải tập giật từ đầu đi. Đúng rồi, nó ngu. Cho nó giếng. Nó ngu nó mới gặp mày chứ nó khùng nó đi nó quên mày đâu tao nói thật. Qua nó khờ khạo. Không có đâu. Cái vụ gì mà 100 là có một cái má heo có 100. Cô Ba mà vô ngoài ghi cái hóa đơn lên tiền sao cô Ba? Đậu đúng á. Rồi rồi. Mày xong rồi. Có gì có đó mà chờ tao đi. Còn đây tay tức bài bè này ông nậu. Chết mẹ biết. Má mày. Ông nói tao là mày ăn cái đợt trước đâu. Rồi. Đợt trước nó ăn là 250. 250. Bây mà giờ mình vô ăn... 800 nha. Ờ. Mẹ đụng nó giờ nó kêu mình ăn tao sống đẹp với mày luôn. Hai anh em tao bó cái phần tao ăn mỗi người 50. Còn 250 của mày mày tự tính. Cô Bé đưa 250 ơi. Tự tính. Không. Nó để anh nói câu là que mờ thè nó nói một câu chia anh em mình que anh đồng chia nhiều thì chia bây giờ nó nói một câu mờ đó nó tự nó xử ráng chịu thì đẹp dàn cánh rồi ấy tao ghét chịu dàn cánh lắm anh bây anh xem gì à ờ anh đưa tiền rồi cho tiền gì đó đấy đúng anh đưa tiền rồi chứ tính đi tính đi tiếng mày em của mẹ xem nãy giờ anh vẫn ngu không vẫn ngu là mày giờ nãy giờ mày ăn nhiều vậy thôi anh cũng ngon hơn đây không chứ ai ông bạn Ông nghe vậy. Ờ. Vậy trả tiền quay. Tiền. Tiền gì ta? Chưa. Mau, được tự xử ơi, không được. Nữa mà không được buồn. Em xứng đáng với những. Hai bây rồi. Vậy. Ủa gì thì vậy? Đúng rồi. Ủa gì thì vậy? Giờ sao không có bé? Giờ sao? Không đưa tiền ơi.
giờ tôi cầm máy quay này, ông đưa tiền đi. Tiền nó còn đưa hả? Nó lại đưa chén quá. Ông nói vậy thôi, tôi đi về em. Ông làm gì, ông làm vậy tôi đi về. Ông đưa tiền đi. Ông tính tiền em. Cái gì tôi làm? Ông tính gì? Tôi không biết. Ông bây giờ tiền nó còn tính. Hè, ông rách ông quạm hết đi rồi. Ông đôn đưa chén gì đó, ông làm gì làm. Ông nói lại đưa chén cho vui.